Trước hết là tôi thật sự xin cảm ơn thạc sĩ Trần Hoàng. Nếu mà quý vị nghe kỹ bài bác sĩ Trần Hoàng thì cái bài của tôi sẽ rất là dễ hiểu. Xin cảm ơn bác sĩ trước. Kiểm soát cái dịch trực tệ. Thì chúng ta hãy tưởng tượng là cái cân giận mình giống như mình đốt một cái lò lửa vậy. Nha. Muốn đốt một cái lò lửa nha, thì phải có cái mồi lửa nha, phải có củi đấy mới có lửa. Đó, thành ra tùy cái mồi lửa mình có hay không, củi khô, củi ướt, củi dễ cháy hay là củi hỏng cháy, thì chúng ta sẽ có cái lò lửa nhiều hay không. Thì cân giận mình có thể so sánh giống như vậy đó. Tại vì vậy đó, cái mồi lửa thì bên gọi là stressor. Không phải tự nhiên mình giận là phải có ai chọc không nhé. Đây có hoàn cảnh nào chọc lên thì cái đó gọi, nói chung là stressor nha. Và cái củi này là cái cơ địa nhạy cảm, có người không chọc được đâu, có người rất dễ chọc nên là cơ địa nhạy cảm. Và như vậy thế là cân giận nổi lên là stress. Đây chúng ta xem thử coi ha, stressor ở đâu ra, cơ địa thế nào. Đây, stressor thì thường thường là do lối sống tham lam và ích kỷ nha. Những người tham quá thì nghĩa là không biết là hài lòng nổi đâu, không phải chịu nổi đâu, mà không chịu thì vậy. À, rồi ích kỷ, rồi ích kỷ thì không ai ưa, không ai ưa. Tức là mọi người là nhìn cái người đó vậy, là họ sẽ nhìn bằng cái mắt hình viên đạn đang nổ lẻ. Đây, rồi cơ địa nhạy cảm. Đó, thứ nhất là những người cơ địa nhạy cảm, những người thường là dương, giận nó dương nè, cái tạng dương, mà nếu mà thường xuyên ăn thực phẩm dương thì dễ giận lắm, gồm có thịt, là stress. Đấy, những người mà cơ địa giận mà hay stress thì thôi, là khi mà stress được mình nó khó chịu lắm, tức tối, tức tối lắm. À, giống như có cái không thuốc súng trong nhà đấy, chỉ cần một cái tia lửa nhỏ là đun. Đấy, là stress như vậy. Những người mà trong lòng như vui vẻ là khó chấp nhận. Thứ ba, đó như là cái người mà cơ địa giận là cái người nó nóng gan, tức là càng nhiệt, nó là bác sĩ gọi càng nhiệt nóng dữ. Đấy, như vậy đây là những cái nguyên nhân làm cho chúng ta hay nổi giận. Bây giờ giải quyết sao? Đấy, giờ tham là ích kỷ thì thôi giảm tham, giảm tham. Ở trước là tham không đáy, giờ tham có đáy, bớt tham lại, tham có đáy nha. Là như vậy, chứ tham cũng cần chứ, sống không tham sao được ha, tham có đáy. Rồi ích kỷ thôi giờ bớt ích kỷ lại, vị tha, vị tha ha. Thì vị tha là sao ạ? Thì cái vị tha có nhiều cách lắm, thì chúng ta chia sẻ cái cách tốt nhất là cách cái quan hệ chúng ta với nhau. Đó là quan hệ vị tha là sao? Là tôn trọng, tương trợ, tha thứ và thân thương. Chúng ta hãy sống với nhau tôn trọng, tôn trọng luật pháp, tôn trọng nội quy, tôn trọng sự riêng tư của người khác, tôn trọng tài sản của người ta, tôn trọng về nhà, tôn trọng chồng, tôn trọng vợ, tôn trọng ai, tôn trọng cái trại. Tất nhiên chúng ta tôn trọng cái hợp pháp nha, chứ anh cướp trộm tôi không tôn trọng đâu. Đấy, thì cái tôn trọng như vậy không là nó thấy khỏe rồi. Và một cái nữa là tư duy tích cực. Đấy, tư duy tích cực là một cách tuyệt vời để chúng ta giải quyết cái gì. Rồi bây giờ thực phẩm dương. Đó, làm dương thì thôi giờ bớt lại, bớt thực phẩm dương lại, chúng ta ăn thực phẩm âm thì cụ thể là rau củ quả. Người mà hay nóng tính hay giận ăn thịt, giờ bớt thịt ra đi, mình ăn chay nó càng tốt, ăn chay càng tốt. Những người mà hay nóng giận ăn chay một tháng là các em sẽ thấy là sao giờ anh hiền như ma sơ vậy đó. Rồi giờ stress, phải giảm stress, giảm stress thì thư giãn. Thiền, đó chút là chúng ta sẽ nghe chị Kim Hương trình bày một lời rất phẩm là thiền nha. Thở bụng, thở bụng là cấp tuyệt vời, thời gian tuyệt vời nhất nha. Đúng là đang giận dữ, nổi giận lên nha, cơn giận sắp nổ ra nha, chúng ta bỏ đi, chúng ta thở bụng một cái, hầu như cơn giận biến liền. Thở bụng cái như vậy, thở bụng là giảm thiền đó. Rồi tập yoga đó, chúng ta sẽ nghe một chuyên viên yoga nói là sao mình giãn giận. Rồi can nhiệt thì bây giờ sao, thanh can làm cho mát gan đi. À, thì thực sự mát gan thì chúng ta có nhiều cái dược thảo lắm nha, dược thảo lắm nha, như là cái chó đẻ chẳng hạn nha, bộ công anh chẳng hạn, hay là chúng ta thích uống thuốc chúng ta uống to căn bản rồi cái qua uống rất là hữu hiệu đó. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là có tổng hợp. Tất nhiên một cái người có thể là đủ cả bốn cái nhân này thì thôi là cái người này thôi chắc chắn là lúc nào cũng nổ nha, và chỉ cần một trong bốn nhân này thì chúng ta dễ giận lắm. Như vậy đó, thì bốn cách thì chúng tôi gọi cái cách đầu tiên gọi là T1 là một biện pháp của đông y. T1 cách thứ hai gọi là T2, thứ ba gọi là T3 và T4. T1, T2, T3, T4 nằm trong cái liệu pháp 4T của y học cổ truyền. Đây giận này,
À, chúng ta muốn giảm dần, thứ nhất là T1 là tinh thần, tâm lý, tâm linh, liệu pháp, tức là giảm stress, là giảm tham sân si, lòng vị tha và tiêu thực kinh. Đấy, T2 thực phẩm, ăn thực phẩm cân bằng âm dương, tức là nếu mà chúng mình đương trong người đương nóng nảy bất chấp giận hờn đấy, thì chúng ta ăn thực phẩm âm dương chút, bớt thịt bớt cá lại, ăn rau nhiều, ăn chay càng tốt. Rồi sau khi đó, nó ổn rồi đấy, chúng ta ăn cân bằng âm dương, tức là về sau chúng ta vẫn ăn thịt ăn cá nhưng mà bớt lại ăn mang rau lên. Nha, lúc đầu thì bỏ đồ thịt cá đi, rồi ăn đồ ẩm, ăn trái cây. Đó là về sau thì ăn như vậy. Lo nhà, chúng ta uống những vị thuốc thanh gan, ăn thanh gan mát gan. Thuốc mát gan thì nhiều lắm. Ở chợ lớn họ có những cái tiệm họ bán nước đắng đó quý vị, nước đắng nước sâm nó đó, nước đắng nước sâm là nó đó. Hay là ngoài chợ bán những cái bó lá thuốc sâm uống rất là mát. Đấy, chúng ta uống cái đó thì nó mát gan. Là như vậy. Đó, thì đây là cách kiểm soát cơn giận mà chúng tôi gọi là liệu pháp 4T. Đấy, với 4T này thì trong thể cái tinh thần, tâm lý, tâm linh là quan trọng nhất. Nha, là quan trọng nhất. Và với cái liệu pháp 4T này thì hy vọng rằng chúng ta sẽ kiểm soát cơn giận một cách triệt để. Thì phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị.